Thưa quý vị, thời gian qua, các cấp ngành địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tập trung lấy ý kiến nhân dân về luật đất đai sửa đổi, qua đó đã có rất nhiều ý kiến đóng góp của người dân hết sức sát với tình hình thực tế tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Trong 9 nội dung trọng tâm được lấy ý kiến rộng rãi đợt này, theo ông Trịnh Hoài Ngọc, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, vấn đề quy định bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất được người dân quan tâm nhất, bởi thực tế người dân vẫn còn nhiều băn khoăn khi nơi ở mới thường có nhiều điều kiện chưa tốt hoặc không bằng nơi ở cũ. Luật đất đai năm nay có sự đổi mới là rất phù hợp, nhưng mà theo tôi người dân vẫn quan tâm hai cái nội dung quan trọng, đó là thu hồi đất và tái định cư. Về thu hồi đất thì làm sao đền bù cho người ta bằng hoặc là hơn cái mức sống hiện tại. Nhưng thực chất vừa qua thì cái đền bù giá đất của chúng ta là nó không được sát với thực tế. Về vấn đề tái định cư thì cỡ cả cái nhà xã hội thì chúng ta phải làm thế nào cho nó phù hợp với cái đời sống của người dân săn bắn hái lượm và tăng gia sản xuất. Còn mình làm như vậy thì cái việc sinh kế của người dân thì không đảm bảo, do đó xảy ra cái tình trạng khiếu kiện. Đối với doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh quan tâm nhất là mở rộng quy mô đầu tư. Theo đại diện hợp tác xã nấm Nhân Phước, huyện Hòa Vang, hiện tính pháp lý đất đai trong thủ tục để vay vốn ngân hàng đang là rào cản khi hợp tác xã muốn đẩy mạnh đầu tư. Đối với các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chuyên về sản xuất nông nghiệp thì cũng có những cái đặc thù, đó là về sản xuất thì cũng không có được nhà nước cấp quyền của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên đất sản xuất nông nghiệp, và đặc biệt nữa đó là cũng sản xuất đầu tư về nhà màng, nhà kính hoặc nhà nuôi trồng là rất là tốn kém, đầu tư giá trị kinh tế rất là cao nhưng mà không có xác nhận được cái giá trị tên tài sản trên đất và cũng như quyền sử dụng đất, nên là một các hợp tác xã khi muốn mở rộng đầu tư kinh doanh thì là không có thể vay vốn được ở ngân hàng hoặc là để có thêm cái nguồn lực để mà đầu tư mở rộng thêm cái quy mô sản xuất. Chủ đầu tư phải cam kết sử dụng quỹ đất trong cái khu công nghiệp để dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì tôi đề nghị là phải là quy định rõ là dành bao nhiêu phần trăm trong dự thảo luật. Việc tổ chức lấy ý kiến lần này được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch. Ngoài việc tổ chức các hội nghị để người dân đóng góp ý kiến của các địa phương, đơn vị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố còn tổ chức tiếp nhận trực tiếp ý kiến góp ý bằng văn bản nhằm tổng hợp trên các cấp có thẩm quyền.